Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Game Blur On. Hôm nay thì khác so với những ngày gần đây và giống với khoảng thời gian trước. Có lẽ hôm nay mình sẽ chỉ dẫn vào video một cách original thôi. Vì mấy anh bạn ở The Next Level bảo là tôi give away áo cho các bạn khán giả, nên là cứ mỗi mẫu hàng mới là họ lại thiếu đi chỉ tiêu một cái. Một cái. Đúng là đi làm thì mấy cái vấn đề KPI khổ thật. Vậy nên hãy ủng hộ mấy anh bạn đó nữa nhé. Ủng hộ họ để họ không thiếu chỉ tiêu một áo. Link mình sẽ để ở phía bên dưới. Rồi, quay trở về với giá trị dẫn nguyên bản nào. Như chúng ta đều biết, cách đây hơn một tuần, sự ra đi liên tiếp của hai cái tên Anthem 2.0 và Artifact đã trở thành một chủ đề bàn tán khá là hot trong cộng đồng những game thủ. Với mình thì sự kiện này đã khiến mình phải tự đặt ra một câu hỏi, đó là không biết nếu hai con game này đã ngỏm rồi mà mình còn làm video chê game chúng nó nữa thì có phải là hơi quá đáng không? Và câu trả lời đó là không. Nhà tôi ba đời chê game, đến đời tôi chui vào rừng phang được một thanh chê game bảo kiếm, nên lại càng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm đứng lên nói hộ tâm tư nguyện vọng của nhân dân bách tính. Và vì Anthem chưa được miễn phí, cho nên trong video ngày hôm nay hãy cùng mình trảm Artifact. Ok, game lời on. Ngày 8 tháng 8 năm 2017, tại sự kiện eSports lớn nhất trong năm của Dota 2, The International 7, hàng trăm ngàn người đang dán mắt lên chiếc màn hình khổng lồ phía trước sân khấu, chờ đợi một điều kỳ diệu. Theo thông lệ hàng năm, cứ mùa TI tới, con dân tiên hạ của game E có quyền chờ mong một thứ gì đó thật mới mẻ và thú vị. Một vị tướng mới, một chế độ chơi mới, một set Arcana bảnh trệ nào đó được ra mắt, hay thậm chí là Dota is back. Chịu, Valve vẫn khá là tín trong khoản làm người chơi phải trầm trồ hú hét vì một cập nhật mới mẻ nào đó. Và trong kia, đoạn trailer đã hiện ra rồi. Có cái gì trông huyền ảo thế? Cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ đen đen thế? Ui vãi cả. Cái gì thế hả Gaben? Ông làm cái gì thế? Game thẻ bài Dota 2 là cái của nợ gì đấy? Arcana mới đâu? Tướng mới của tôi đâu? Die Thai ông để đâu? Sao còn làm game mới làm gì nữa? Nanny the fuck? Thế còn cập nhật Team Fortress 2 của tôi đâu? Portal 3, Left 4 Dead 3 với Half-Life 3? Sao người ta hỏi mà không thèm làm? Tự dưng lại ăn chơi đua đòi mấy thằng đánh bài Yu-Gi-Oh đi làm Dota 2 các game là thế nào? Alo? Giời ơi là giời, bàn dân thiên hạ ra mà xem, ba đời nhà tôi chơi Dota, có đời nào muốn một cái con game thẻ bài không? Mỗi ngày dành cả mấy tiếng đồng hồ đi gỡ bom xanh bom đỏ thì thời gian đâu mà chơi game thẻ bài nữa. Mình thực sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa các bạn ạ. Artifact có lẽ là một trong những quyết định ngu xuẩn nhất của Valve trong suốt hơn 20 năm phát triển game của hãng. Trong hơn 20 năm đó, người ta hầu như không có bất cứ chỗ nào để bắt bẻ hay dìm hàng vào cả. Một phần vì Gaben kiếm đủ xèng từ Steam với CSGO rồi, nên lười làm game vãi cả đái ra. Và một phần vì hầu hết các tựa game do Valve làm ra đều có chất lượng trên mức trung bình. Nhắc tới danh tiếng của Valve là ta đang nhắc tới những tựa game mang trong mình yếu tố canh mạng. Đó là series Half-Life với phong cách kể chuyện thời gian thực không có cutscene. Là series Portal với những câu đố được thiết kế một cách mẫu mực. Là Half-Life Alyx với hệ thống VR siêu thực. Là hai tựa game eSport luôn đứng vững trong trái tim người hâm mộ Dota 2 và CSGO, vân vân và vân vân. Với tất cả những danh tiếng và uy tín đó, không một ai, vâng, mình xin nhấn mạnh với các bạn là không một ai mong đợi việc Valve sẽ làm một game thẻ bài có liên quan tới Dota 2 cả. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait, calm down. Vì sao? Vì ngay từ đầu trong thị trường đã chẳng có một chút tiềm năng hay hy vọng nào cho thấy Artifact là một game sinh ra lợi nhuận được. Hãy nhìn dưới góc độ kinh tế một chút. Artifact là một game sưu tập thẻ bài lấy bối cảnh thế giới trong Dota 2. Xét về bản chất, nó là một collectible card game tương tự như Magic the Gathering, Hearthstone và sau này là cả Legends of Runeterra nữa. Vậy thì tập khách hàng của Artifact sẽ là ai? Theo mình, người chơi Artifact nếu có sẽ được phân làm hai loại.
Loại thứ nhất đương nhiên sẽ là những game thủ Dota 2 muốn tìm hiểu thêm về thế giới trong tựa game mà họ yêu thích, và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để trải nghiệm một tựa game có liên quan trực tiếp với Dota 2. Bản thân hướng đi của Legend of Runeterra cũng tương tự như vậy, và xét riêng với trường hợp thành công của tựa game Gwent bên The Witcher, thì việc cho ra đời Artifact dưới góc nhìn kinh doanh là có vẻ hợp lý. Thế nhưng, đáng tiếc là nó chỉ có vẻ mà thôi. Khác xa với những người chơi bên vũ trụ Warcraft, The Witcher hay Runeterra, người chơi Dota 2 chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho một game thẻ bài. Cả ba tựa game nêu trên đều đã có một hệ thống lore và cốt truyện đủ dày và đủ hấp dẫn để lôi kéo sự ham thích của người chơi. Trong khi Dota 2 thì không. Có quá ít chữ trong biên niên sử của game để thực sự gọi nó là lore, và dĩ nhiên không thú vị thì chả ai quan tâm. Chính phản ứng của đông đảo khán giả trước đoạn video teaser ngắn về Artifact tại sự kiện TI7 đã chứng minh cho điều đó. Loại người chơi thứ hai có khả năng sẽ chơi Artifact sẽ không tới từ cộng đồng Dota 2, mà tới từ chính những đối thủ cạnh tranh của Artifact trong số những game thẻ bài. Họ là người chơi của Magic, người chơi bài Yu-Gi-Oh, Hearthstone, Gwent và nhiều game thẻ bài khác. Artifact sẽ giống như một sản phẩm thay thế cạnh tranh trực tiếp với những tựa game đã và đang tồn tại từ trước đó. Nhưng để lôi kéo được tập khách hàng này thì bản thân Artifact phải chứng minh được chất lượng của mình vượt trội hơn so với các đối thủ đã. Đáng tiếc về khoản chất lượng, với tựa game này mình xin phép được sử dụng từ thất bại, và sẽ chẳng có ai thèm chuyển từ game họ đang quen chơi sang game cùi bắp này cả. Chiến lược ban đầu mà Valve đề ra cho Artifact là làm sao để nó có thể mô phỏng lại được một trận đấu Dota thông thường nhưng dưới hình thức thẻ bài. Nhằm đảm bảo được hiệu quả và chất lượng game ở mức tốt nhất, Valve thậm chí đã mời cả huyền thoại thiết kế game thẻ bài Richard Garfield về để cùng tạo ra Artifact. Cho những ai chưa biết thì Richard Garfield chính là cha đẻ của Magic the Gathering, cái tên được coi là tựa game thu thập thẻ bài đầu tiên với sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giai đoạn cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc thiết kế game thẻ bài, Richard Garfield hứa hẹn sẽ biến Artifact trở thành trò chơi điện tử mang nhiều linh hồn của Magic nhất mà Valve từng đồng hành phát triển. Nghe cũng uy tín mà phải không các bạn? Bạn muốn làm một game giống Magic và bạn mời được hẳn bố đẻ của Magic về làm game cho bạn thì lại chả lý tưởng quá đi còn gì. Nhưng mà thật sự phải nói là trong số những game thẻ bài mà mình từng chơi, chắc chắn Artifact là thứ dở nhất. Kể cả việc Richard Garfield đích thân tham gia thiết kế hay mình có nghiền Dota 2 thế nào đi chăng nữa thì Artifact vẫn là một tựa game vô cùng khó nuốt. Nếu bảo mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó để rồi thất vọng như Cyberpunk 2077 thì đã chẳng nói. Đằng này mình chỉ cần nó đi theo đúng định hướng phát triển ban đầu là giả lập lại một game đấu Dota 2 dựa trên các lá bài thôi mà nó đã chẳng làm được rồi. Giới thiệu sơ qua về gameplay của Artifact, sàn đấu sẽ được chia thành 3 lane, ứng với 3 lane top, mid và bot của Dota 2. Người chơi sẽ sở hữu một bộ bài tối thiểu 40 lá, xây dựng xoay quanh 5 vị tướng. Điều kiện thắng của mỗi bên là đập bỏ hai trụ ở hai đường hoặc là tông thẳng được vào Ancient của đối thủ. Nghe sơ qua thì có vẻ đúng là giống với một game đấu Dota 2 đấy, nhưng nó chỉ là bề nổi mà thôi. Bản chất của Artifact chả có tí nào là chiến thuật cả. Và game có thể sánh ngang với dòng XCOM về khoản nhân phẩm khi game đặc sệt toàn yếu tố ngẫu nhiên. Để các bạn tiện so sánh, hãy cùng lấy cấu trúc của một game đấu Hearthstone ra làm ví dụ. Mỗi người chơi Hearthstone bắt đầu trận đấu bằng một bộ bài 30 lá. Trước khi vào lượt đầu tiên, người chơi sẽ trải qua giai đoạn Mulligan, là lúc họ được bốc một số lượng bài nhất định lên tay và chọn xem sẽ giữ hay bỏ lá nào. Kể từ thời điểm đó, người chơi có quyền điều khiển cách giao quái trên sân, đặt ở vị trí nào, quái tấn công mục tiêu nào, từ đó kiểm soát thế trận và hướng tới chiến thắng. Trái lại ở bên Artifact, bạn chả nắm quyền kiểm soát cách đánh gì cả. Mang tiếng là bạn có 40 lá bài với 5 vị tướng, nhưng bạn chả phải là bố của chúng nó, nên bạn chả bảo được đứa nào đi lên nào cả. Vào trận là bạn có thể thấy ngay một con Axe với một con BB cắm đầu ra mid đấm nhau, trong khi Pugna thì đi lên khác với một con Orc Magi rồi. Giống như thể bạn đột nhiên nhảy vào xem một trận đấu dở dang ở server C với mức rank dưới cả Guardian vậy. Ý mình ở đây là ít nhất cũng nên cho bạn được quyền chọn xem tướng nào sẽ đi lên nào, đúng không? Dù có thể trong Artifact thì 3 lên là tương đương nhau, nhưng ít nhất thì việc tự chọn vị trí sẽ cho phép người chơi nắm được tình hình một cách tốt hơn.
Đấy là còn chưa kể tới việc lũ creep xuất hiện ở bất cứ lane nào mà chúng muốn, nhưng không hề đầu đạn một chút nào. Các lá bài trên tay của bạn cũng không hề trải qua quá trình mulligan, và kết thúc mỗi lượt đánh nhau, khung cửa hàng hiện ra cũng lại một lần nữa mời chào bạn bằng ba loại vật phẩm ngẫu nhiên. Tóm lại, hầu như cái gì trong artifact cũng ngẫu nhiên hết, và bạn chỉ là một thằng ất ơ nào đấy bị nhét vào giữa game để cố gắng dãy dựa một cách vô ích mà thôi. Xin chớ hiểu nhầm rằng mình chê bai yếu tố ngẫu nhiên hay RNG của artifact. Bản chất của game thẻ bài dạng này luôn mang yếu tố ngẫu nhiên, vì bản chất từ việc bốc bài cũng đã ngẫu nhiên rồi. Nhưng cái ngẫu nhiên ấy nên được thiết kế làm sao cho có chừng mực thôi, để người chơi họ cảm thấy họ vẫn phần nào kiểm soát được nó. Và quan trọng là ngẫu nhiên thì cũng phải đi kèm với sự vui vẻ thỏa mãn nữa. Không ít những trận đấu Hearthstone kết thúc bởi sự ngẫu nhiên do lá bài nào đó tạo ra, nhưng sự ngẫu nhiên ấy thường mang lại sự bất ngờ thú vị và cảm giác thích thú cho người chơi hơn. Còn ở Artifact, nó không còn là ngẫu nhiên đơn thuần nữa, mà nó đã thành sự hỗn loạn mất rồi. Đó là chưa kể tới những hiệu ứng kém sang, những tương tác nghèo nàn giữa các lá bài Artifact. Mỗi vị tướng trong Dota 2 đều có những kỹ năng đặc trưng và có nhiều tiềm năng khi đưa vào game thẻ bài. Nhưng xem ra Richard Garfield tìm hiểu không đủ nhiều về Dota để áp dụng những kỹ năng này một cách phù hợp nhất, biến trải nghiệm chơi Artifact của một người chơi Dota 2 như mình trở nên vô cùng nhạt nhẽo và vô vị. Game đã nhạt, chất lượng đã thấp thì chớ, Valve còn dáng làm thêm một pha tự hủy cưng mạnh khi cố biến Artifact thành một con gà đẻ ra tiền. Mà bạn biết đấy, gà con thì đẻ thế nào ra được tiền. Nói gì Artifact vẫn còn là một quả trứng còn chưa lộn. Mình không hiểu sao Valve lại nhất định phải đặt đủ mọi thứ giá cả và mấy chuyện tiền nong lên Artifact tới như vậy. Như các bạn biết, bây giờ thì Artifact đã được mở miễn phí toàn bộ. Nhưng quay trở lại với những ngày đầu, để được chơi tựa game bạn đã phải bỏ ra tận 20 đô rồi. Xong vào game bạn lại còn phải bỏ thêm 2 đô nữa cho mỗi card pack mua thêm. Vấn đề nằm ở chỗ, khác với CSGO và Dota 2 là hai tựa game không cần mua gì cũng có thể được chơi một cách bình thường. Yếu tố thu thập buộc người chơi Artifact phải mua thêm bài để chiến đấu. Nếu họ có quá ít bài, họ sẽ không có đủ khả năng để tạo nên những bộ bài đủ mạnh để đánh lại đối phương. Mà khổ nỗi ở thời điểm ra mắt, Artifact chỉ phân phối card pack qua đúng một phương thức duy nhất, đó là mua thêm. Không ai có quyền đánh đổi thời gian cày cuốc chăm chỉ để kiếm chúng cả. Và ai cũng buộc phải vừa pay to play, vừa pay to win. Một bình luận trên Reddit mà mình đọc được chỉ ra rằng bạn sẽ phải mất tới 60 đô để sở hữu 75% tổng số các lá bài hiện có trong game. Nghĩa là bằng con cái giá của một game AAA thông thường rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là, ngoài anh chàng hoàng tử Ả Rập Wibu Dota 2 ra, thì liệu có bất kỳ ai trên cõi đời này chấp nhận chịu chi ra 60 đô cho một tựa game thẻ bài chất lượng thấp như Artifact hay không? Trong khi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó là Hearthstone vẫn đang tạo cơ hội cho những người chơi miễn phí được đọ ngang sức với người chơi hệ trả tiền. Có thể Richard Garfield đang áp dụng tư duy kinh doanh của Magic the Gathering, còn Valve thì muốn lợi dụng thị trường trao đổi thẻ bài trực tuyến để ăn phần trăm hoa hồng trên mỗi giao dịch. Nhưng như thế có phải là hút máu quá quắt vãi cả ra rồi không? Mình cảm thấy thật may mắn vì đã quyết định không đầu tư vào tựa game này ở thời điểm năm 2018. Nhưng đồng thời cũng thấy tiếc thay cho những ai từng tin tưởng vào khả năng thiết kế của Richard và Valve. Tất cả những người chơi từng mua Artifact, tính tới thời điểm dự án Artifact 2 bị khai tử, đều không nhận lại được khoản đền bù xứng đáng cho những tổn thất cả về mặt tài chính lẫn tinh thần mà tựa game này mang lại. Họ đã bỏ ra ít nhất 20 đô cho một chiếc Kotex Super Ultra Mega Pro Max rồi, chứ chả còn là game nữa. Tóm lại, Artifact là một tựa game chả ai cần chơi và cũng chả ai thèm chơi. Giá thì chát, game thì nhạt, quy luật hỗn loạn, còn tư duy kinh doanh của nhà phát triển thì rẻ mạt. Đúng là Artifact 2 có cải thiện đi đôi chút, nhưng có khác gì Overwatch 2.0 nữa đâu. Nếu bạn đã làm phần game đầu tiên tệ hại rồi, thì kể cả có là đếm tới Artifact 3 đi chăng nữa, thì cũng chả ma nào cần. Phán quyết cuối cùng của Game On chúng mình cho Artifact rõ ràng là rác rưởi. Giờ thì Artifact đã miễn phí cho cả hai phiên bản cũ và mới rồi. Các bạn đã chơi thử chúng hay chưa và cảm nhận ra sao? Liệu game có xứng đáng với đánh giá rác rưởi của chúng mình hay không? Hãy chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Và như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.